Chanyeol Esso tiếp tục dính phốt, bị nghi giơ ngón tay thối vào mặt phái nữ. Vào ngày 27 tháng 4, SM Entertainment đã phủ nhận tin đồn rằng thành viên Esso Chanyeol đã có hành động thô lỗ đối với một người có ảnh hưởng là nữ giới. Trước đó, vào ngày 26 tháng 4, Reo Rani của Channel S có một nữ biker và YouTuber tiết lộ rằng cô đã bị một thần tượng nổi tiếng đe dọa khi đang lái xe. Cô chia sẻ, một lần tôi đang điều khiển xe tay ga nhỏ trên đường đi làm thì bị một xe ô tô cố tình lao vào đe dọa. Tôi cảm nhận được nguy hiểm nên đã tránh xe, nhưng người lái xe bất ngờ thực hiện một cử chỉ thô lỗ bằng ngón tay của mình. Cô ấy tiếp tục, tôi đuổi theo người lái xe và tôi tiến đến chiếc xe ô tô đang dừng ở đèn giao thông để đập cửa kính và hỏi, tại sao bạn lại chửi bới tôi? Khi tôi làm vậy, người lái xe đã đeo mũ trùm đầu và tiếp tục miệt thị tôi bằng ngón tay của mình. Tuy nhiên tôi nhận ra anh ấy là một thần tượng rất nổi tiếng. Khi tin đồn xuất hiện trên mạng nói rằng Chanyeol chính là nam thần tượng được đề cập, một nguồn tin từ SM Entertainment đã làm rõ, nhân vật trong video không phải là Chanyeol. Họ tiếp tục nói, chiếc xe hoàn toàn khác với chiếc xe mà Chanyeol sở hữu. Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại việc phát tán thông tin sai lệch. Chanyeol nhập ngũ với tư cách là một người lính tại ngũ vào tháng 3 năm 2021. Trước khi nhập ngũ, Chanyeol từng vướng phải lùm xùm tình ái nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Bởi vì vào tháng 10 năm 2020, một cô gái đã tự nhận là bạn gái cũ của Chanyeol và đăng đàn tố cáo nam rapper đã bắt cá nhiều tay khi ngủ với hơn 10 cô gái trong 3 năm hẹn hò cô. Ngay lúc này, fan Esso đang hoang mang tột độ nhất thì lời phản hồi của SM đến thời điểm đó lại khiến cho mọi chuyện xé ra to hơn. Chúng tôi không có lập trường về vụ việc này. Bản đi một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Chanyeol bất ngờ viết một tâm thư dài trên mạng xã hội nhằm gửi lời xin lỗi đến công chúng, cũng như tỏ lòng biết ơn đến các fan đã luôn ủng hộ anh chàng. Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi SOL vì đã để các bạn lo lắng, nhất là khi các bạn đã chờ đợi tôi trong một thời gian dài. Tôi rất xin lỗi vì không thể bộc lộ hết qua những con chữ, nhưng tôi luôn nghĩ về SOL. Suốt thời gian qua, tôi liên tục dằn vặt và nghĩ xem nên nói gì với SOL của chúng ta. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn ủng hộ và thư từ các bạn gửi nhân dịp sinh nhật. Chúng khiến tôi vô cùng biết ơn. Khi đọc từng lời nhắn, cảm giác biết ơn và có lỗi ngày càng dâng lên, đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi không thể không nghĩ tới việc làm thế nào để bảo vệ trái tim quý giá của SOL và làm sao để đền đáp các bạn. Thế nên tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm các bạn lo lắng nữa. Đồng thời tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để chứng minh rằng niềm tin các bạn dành cho tôi không vô ích. Ngày tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn chẳng thể quên lần đầu mình xuất hiện. Và tôi muốn chân thành cảm ơn những người đã tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm của chúng tôi vào năm nay. Tôi cũng nhớ đến bản thân mình 9 năm trước và không bao giờ quên hình ảnh đó. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất suy nghĩ này. Tôi đảm bảo sẽ bảo vệ tình yêu bất diệt mà các bạn dành cho tôi. SOL à, xin hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn các bạn. Nhân tình vẫn còn chưa hạ hỏa về lời xin lỗi thì phía công ty quản lý của nam rapper đã bất ngờ tuyên bố Chanyeol sẽ nhập ngũ vào thời gian sắp tới. Thời điểm đó, việc nhập ngũ của thành viên Esso cũng bị netizen mỉa mai rằng Chanyeol đang cố tình chạy trốn nhằm tránh gạch đá trong thời điểm nhạy cảm. Từ lúc nhập ngũ đến nay, Chanyeol đang thực hiện nhiệm vụ của một công dân gương mẫu vô cùng tốt. Thỉnh thoảng, nam idol có xuất hiện trên sóng truyền hình cùng với các đồng đội và thái độ của cộng đồng mạng dành cho anh chàng cũng đỡ khắt khe hơn trước rất nhiều.